Hello, hôm nay Sanh sẽ hướng dẫn mọi người làm chiếc bông Daisy Cassie Nái này nha Bông này thì Sanh làm cái phiên bản dây để treo túi Còn nó có thể ứng dụng như là mình có thể làm móc khóa này ha Rồi có thể gắn cái pin đằng sau để mình cài lên quần áo hoặc là cài lên túi Hoặc là để treo lên tường trang trí cũng rất là xinh luôn á Không có khó đâu, giờ mình bắt đầu nha Nguyên vật liệu bao gồm Sanh dùng sợi Susan 5 cỡ sợi 2.0 ha mình sẽ cần ba màu, một là nhụy cánh và cái phần mặt sau của bông hoa. Cái dây này thì chung màu với cái mặt sau cũng được. Đây là ba mã màu xanh sẽ dùng ngày hôm nay. Kim Tulip 2.0, kéo cắt chỉ, kim khâu len và một ít bông gòn. Rồi, chỉ vậy thôi đó, let's go. Bây giờ thì mình sẽ làm cái phần nhụy hoa nha, nó gồm hai cái miếng hình tròn ghép lại với nhau. Tạo một cái vòng tròn ma thuật nè. Móc vào một mũi bính, sau đó là 6 mũi móc đơn vào vòng tròn ma thuật nha. Lấy một cái sợi dây mảnh để mình đánh dấu mũi đầu và mũi cuối vì bây giờ mình sẽ móc xoắn ốc. Hàng 2, thêm mũi vào mỗi mũi thì mình sẽ có 12 mũi. Hàng 3 mình sẽ có cụm một mũi đơn và thêm mũi lặp lại 6 lần, mình sẽ có 18 mũi. Hàng 4 mình có cụm 2 mũi đơn, thêm mũi lặp lại 6 lần, mình có 24 mũi. Hàng 5, 2 mũi đơn, cụm thêm mũi 3 mũi đơn lặp lại 5 lần, thêm mũi, kết thúc là một mũi đơn, mình có 30 mũi. Sau khi kết thúc hàng năm thì mình sẽ móc một mũi trượt vào mũi kế bên, sau đó sẽ cắt dây chừa khoảng 10 cm sợi nha. Rồi mình sẽ rút cái sợi dây đó qua và mình rút nhẹ thôi nha, chứ đừng có kéo rút chặt quá. Bây giờ mình sẽ giấu cái sợi này đi. Đây là cái mũi mà mình trượt vô ha, bỏ một mũi rồi mình sẽ đâm kim vô cái mũi kế tiếp nữa đăng từ trước ra sau như thế này rồi mình sẽ đâm ngược trở lại cái mũi cuối cùng của cái hàng đó ha nhưng mà mọi người nhớ lật ra đằng sau rồi mình đâm xuyên qua những cái dải sợi ở đằng sau luôn để cho nó thêm chắc nha rồi mình sẽ kéo sợi kéo nhẹ thôi nè để cho nó tạo thành một cái mũi giả ở trên như thế này rồi mình cột cút lại với lại cái miếng sợi thừa ở đằng sau nữa là xong. Là một miếng màu vàng và một miếng màu xanh với công thức y chang nha. Tiếp đến sẽ là phần cánh hoa, mình sẽ làm 10 cánh nha. Hàng 1 tạo 6 mũi đơn vào matrix ring Hàng 2 thêm mũi vào mỗi mũi, mình có 12 mũi. Hàng 3 không tăng giảm, 12 mũi. hàng 4 mình có cụm cứ 4 mũi đơn thì mình giảm mũi làm hai lần mình sẽ còn 10 mũi xanh giảm mũi bằng hai mũi tép trước nha mọi người nhìn nè nhấc hai cái mũi tép trước lên và mình móc chung với nhau là giảm một mũi đó hàng số 5 mình có cụm 3 mũi đơn giảm mũi lặp lại hai lần mình sẽ còn 8 mũi hàng 6, hàng cuối cùng không tăng giảm gì hết thì mình sẽ móc 8 mũi ha. Kết thúc hàng số 6 thì mình sẽ cắt dây, cũng cắt chừa khoảng tầm 15 cm ha mọi người để cho mình khâu và giấu sợi cho nó thoải mái. Rút cái sợi đó ra nè. Rồi mình sẽ bóp dẹp cái miếng uh, cánh hoa này lại thì mọi người bóp để làm sao mà cái sợi dây thừa nó ở bên hông của cái cánh hoa ha, để lát mình khâu vô cho nó dễ nè. Rồi thì ai thích mà cái cánh hoa nó phồng phồng hơn xíu thì mình nhét thêm bông vô, còn thích cánh hoa dẹp thì thôi cũng không cần phải nhét thêm bông. Mình sẽ làm 10 cánh như thế này nha. Bây giờ tụi mình may ráp nha mọi người lấy một miếng xanh một miếng vàng rồi mình ấp hai cái mặt trái với nhau sau đó lấy một cái cánh mình bóp dẹp nó lại thì mọi người sẽ thấy là tám mũi đúng không thì bóp dẹp lại sẽ thành các cặp là mình sẽ có bốn cặp rồi mình sẽ may từ cái mũi tép sau của miếng vàng đến mũi tép sau của miếng xanh sau đó thì mình sẽ xuyên qua một cặp mũi ở trên cái cánh rồi mình sẽ lặp lại như vậy 4 lần là sẽ hết được cái cánh ha. kết thúc bốn cái cặp mũi đó rồi thì mình sẽ đâm lại một lần nữa ra đằng sau, tạo một cái gút ở đằng sau rồi đâm cái sợi ngược vô bên trong cái nhụy để giấu cái đuôi sợi đi. tương tự với cái cánh thứ hai rồi mình cũng bóp dẹp lại ha xong rồi mình sẽ bắt đầu từ cái mũi cuối cùng của cái cánh thứ nhất nha rồi sau đó thì mình cứ may ráp tương tự như cánh thứ nhất thôi Rồi mình tiếp tục làm tương tự với các cánh tiếp theo cho đến khi khoảng còn 1 đến 2 cánh thì mình sẽ tiến hành nhét bông vô cái nhụy nha. Đây nè, khoảng còn hai cánh nữa. Nếu mà bạn nào thích cái nhụy nó phòng phòng hơn xíu thì lúc này mình sẽ nhét bông vô. Còn thích cái nhụy dẹp thì thôi, không cần nhét bông cũng được. Rồi còn một cái cánh cuối cùng thì cũng bắt đầu từ cái mũi cuối của cái cánh trước và kết thúc sẽ là cái mũi đầu tiên của cái cánh đầu tiên ha. Rồi mình nhét cái đuôi sợi vô bên trong cái nhụy như thế này rồi cắt bỏ sợi thừa đi Vậy là mình đã hoàn thành xong cái phần bông hoa rồi Tiếp đến sẽ là phần dây treo túi nha Mọi người sẽ chừa một cái đuôi dài khoảng 1 mét đi cho thoải mái Sau đó thì mình sẽ tạo một cái gút rồi mình tìm một cái điểm nào đó ở trên cái mặt sau của cái cánh hoa mình sẽ kéo cái gút đó qua rồi mình sẽ móc như thế này mọi người vắt cái đuôi sợi mà mình chừa đó qua cây kim rồi mình sẽ móc và kéo qua hai cái vòng cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến đạt tới cái độ dài mà mình mong muốn ha thì ở đây xanh làm khoảng tầm 50 60 mũi gì đó kết thúc độ dài rồi thì mình chỉ cần cắt bỏ cái sợi đó đi, cột cút hai đầu lại với nhau, cột cút khoảng 2 3 lần gì đó cho chắc ha. Xong rồi mình sẽ cắt sát cái đầu thừa của hai cái sợi đó đi. Bây giờ thì mình sẽ thắt cái nút để có thể tăng giảm độ dài của dây treo. Mình đặt cái đuôi sợi lên trên cái dây. Xong rồi mình để lên trên cái dây đó rồi luồn qua cái lỗ kéo rút lại. Đó nói thì khó hiểu chứ mọi người nhìn video làm sẽ hiểu ha. rồi đó thì ở đây mình sẽ có cái gút để mình có thể kéo tăng giảm cái độ dài của dây treo. còn ai thích cố định thì có thể là may cái đầu dây đó vào thẳng luôn cái bông hoa. Vậy là San đã hướng dẫn xong chiếc bông Daisy cách xì nái để treo túi xinh xinh rồi nha. Mọi người xem video thấy hữu ích thì nhớ cho San một like, một subscribe để San có thêm động lực làm thêm nhiều video khác nha. Tạm biệt mọi người.